Trước Polo 408 thì cái chiếc xe này thì cũng lấy ở hãng được khoảng một vài tháng rồi. Thì anh chủ có đi rửa xe và anh nhận thấy rằng là nước sơn sẽ bị xuống màu, và khi mà đi rửa xe thì nó sẽ bị xước râm rất là nhiều. Đây ảnh hưởng đến cái bề mặt sơn xe, mà anh chủ là một người cực kỳ yêu xe nên là anh sẽ quyết định qua bên em Agala Thái Nguyên để trang bị ngay cho chiếc xe này, đó là một bộ PVF ngoại thất cho chiếc xe này. Và cái thương hiệu em dán cho chiếc xe này là thương hiệu Nick, của thương hiệu Nick nha anh em nha. Với cái độ dày PVF lên đến gần 10,010 mm. Cái độ dày rất là dày và bảo vệ rất là tốt. Thì cái công đoạn để chuẩn bị cho chiếc xe nào, tất cả các anh em có thể thấy là sau tôi bất kỳ cái chiếc xe nào đi từ hãng trở ra mà mới tinh lấy đều phải qua cái công đoạn đầu tiên, đó là đánh bóng lại toàn bộ cái mặt sơn, làm sạch tăng độ bóng cho chiếc xe này. Đấy, để chống bám, để mà cái bề mặt sơn chúng ta được sạch nhất, đẹp nhất, để mà khi mà dán PVF lên được tạo được độ bóng cao nhất cho anh em. Thì đây là nguyên chiếc bản chiếc xe này, và đã đi một thời gian thì bên em đang tiến hành đánh bóng để ngày mai bắt đầu tiến hành sẽ dán lại toàn bộ cái PVF bên ngoài thất của chiếc xe này. Đấy, anh em thấy xe trắng xe đen rồi tất cả xe màu gì cũng thế thôi, anh em mà dán được bảo vệ cực kỳ tốt. Thì dán thì nó sẽ dán những chi tiết nào, đây anh em có thể thấy là những chi tiết bên bề mọc bóng ở bên ngoài bề mặt sơn này sẽ được dán hết lại toàn bộ để mà bảo vệ chi tiết nhất cho anh em. Và bộ PVF sẽ bảo vệ anh tùy theo các gói bảo hành từ 3 năm đến 10 năm cho anh em nhá. Đấy, mà tốc độ bảo vệ và cái phụ phục hồi của nó rất là tốt, chẳng hạn như anh em đi rửa xe này những cái nước xoáy nó sẽ không bao giờ có lưu lại trên cái PVF này. Đấy, và khi mà anh em dán một cái bộ PVF này thì anh em gần như là đã bảo vệ trọn đời xe rồi, và bỏ ra cái chi phí ban đầu thì anh em có thể nghĩ là rất là cao, nhưng mà thực ra là sau nhiều năm sử dụng thì cái chi phí của nó rất là hợp lý. Nó bảo vệ nó như một cái chiếc áo giáp bảo vệ cho chiếc bề mặt sơn của chúng ta, chống bằng màu này, để chống xuống màu này, để chống xước cho anh em. Đấy, anh em nào mà chưa biết dán PVF ngoại thất, chưa biết dán PVF nội thất ở đâu, hoặc là muốn chăm sóc xe, muốn tư vấn thì để lại comment dưới bình luận cho em nha. Để em để rồi.